Mới đây, vụ án tịnh thất bồng lai được dư luận đặc biệt mong chờ cũng đã được đưa ra xét xử. Đáng chú ý, Diễm My và tịnh thất bồng lai, hai cái tên gắn liền với nhau trong những vụ lùm xùm suốt thời gian dài, cũng là một trong những vấn đề được đưa ra trong phiên tòa xét xử vừa qua. Thượng tá Nguyễn Sơn, trưởng công an huyện Đức Hòa, nói video cáo buộc công an đánh người, bắt cóc Diễm My được nhóm người ở tỉnh thất Bồng Lai giàn cảnh để gây phức tạp tình hình. 14 giờ ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai. Được hội đồng xét xử thẩm vấn với tư cách bị hại trong vụ án, Thượng tá Nguyễn Sơn, trưởng công an huyện Đức Hòa cho biết đã có kiến nghị xét xử các hành vi vi phạm của những người trong hộ bà Cao Thị Cúc. Với đoạn clip do nhóm ở tỉnh Thất Bồng Lai đăng tải lên mạng có nội dung tố cáo công an huyện Đức Hòa đánh người, bắt cóc cô gái có tên Diễm My, ông Sơn khẳng định những nội dung này là hoàn toàn sai sự thật. Theo ông Sơn, vụ việc xảy ra khi công an huyện Đức Hòa nhận đơn của ông Thắng, bà Mai, cha mẹ của Diễm My tìm giúp con gái. Ban chỉ huy công an huyện Đức Hòa đã phân công cán bộ tên Thắng để thụ lý. Ông Thắng đã mời Diễm My và vợ chồng bà Mai đến làm việc, sau đó giao My cho gia đình. Ông Sơn nói, không có chuyện đánh người hay gây khó khăn cho nhóm người bà Cúc tại công an huyện Đức Hòa và cho rằng nhóm bà Cúc dàn dựng video đăng lên mạng để gây phức tạp tình hình. Trưởng công an huyện đề nghị xử lý theo quy định pháp luật bởi hành động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giáo hội Phật giáo. Cán bộ công an tên Thắng cũng cho biết, Ban chỉ huy công an huyện Đức Hòa giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật, xâm hại quyền tự do cá nhân. Cán bộ công an nói, khi giải quyết tin báo, tôi có mời Diễm My và ông Thắng, bà Mai lên làm việc. Khi đó Diễm My không hợp tác nên tôi không lập được biên bản làm việc. Khi ông Thắng, bà Mai gặp Diễm My thì cô gái tự nguyện về. Lúc đó ông Thắng có đơn xin bảo lãnh My về với gia đình. Sau khi Diễm My và gia đình ra về, một số người trong hộ bà Cúc đã lớn tiếng. Ông Thắng khẳng định, khi phát hiện vụ việc, tôi ra giải thích, nhưng những người này là lối, cho rằng công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My. Việc này ảnh hưởng đến uy tín, gây rối an ninh trật tự. Khi sự việc xảy ra, tôi không có sự việc đánh nhau. Còn cha mẹ Diễm My cho biết trước năm 2019, con gái có đến nhà bà Cúc, sau đó Diễm My bỏ nhà đi luôn. Gia đình đến tìm thì những người trong hộ bà Cúc không cho gặp, nên họ gửi đơn đến công an. Ông Thắng cho biết, khi công an mời vợ chồng tôi và Diễm My lên làm việc tại công an huyện, tinh thần con tôi hoảng loạn, không đủ lý trí, nên tôi nhờ công an gọi xe cứu thương đưa con gái về trị bệnh. Còn bà Mai cũng khẳng định Diễm My tự nguyện về với cha mẹ, không bị cưỡng ép. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau, Diễm My lại bỏ nhà đi. Đến nay, gia đình không biết Diễm My ở đâu. Có thể thấy, phiên xét xử vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã diễn ra từ ngày 20 tháng 7 với nhiều tình tiết đáng chú ý, đặc biệt trong số đó, những nghi vấn về cáo buộc bắt cóc Diễm My cũng đã được làm sáng tỏ. Những diễn biến của quá trình xét xử vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật trong những video tiếp theo.